Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ bắt buộc phải đeo khẩu trang. Ngày 21 tháng 1, Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quy trình tham gia. Theo đó, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần năm 2022 có hai cổng vào tại đầu đường hoa giao lộ Nguyễn Huệ Lê Lợi. Khách tham quan xếp hàng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước khi vào tham quan vui chơi. Cụ thể, khách tham quan phải khai báo y tế qua ứng dụng PC COVID, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt. Khách tham quan bắt buộc phải đeo khẩu trang đúng quy định trong suốt thời gian tham quan đường hoa, kể cả khi chụp ảnh. Vì sức khỏe của cộng đồng, ban tổ chức bố trí lực lượng kiểm tra việc đeo khẩu trang trong đường hoa. Một trong những vấn đề đáng chú ý nữa là khách tham quan chỉ được di chuyển một chiều trong đường hoa từ cổng chính đường hoa hướng về sông Sài Gòn. Ban tổ chức bố trí 6 cổng ra dọc hai bên đường hoa, giao lộ giữa đường Nguyễn Huệ và các đường nhánh. Tùy vào tình hình dịch bệnh, thời gian hoạt động đóng cửa và tạm ngừng đón khách tham quan của đường hoa sẽ thay đổi theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, kiến nghị của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh mà không cần báo trước. Với chủ đề Xuân quê hương ấm tình nhân ái, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần năm 2022 mở cửa từ tối ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức 27 Tết, đến ngày 4 tháng 2 năm 2022, mùng 4 Tết, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần năm 2022 là đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ lần đầu tiên vào năm 2004, qua 19 năm thực hiện, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một trong những sự kiện chào mừng Tết Nguyên Đán được mong chờ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.